Em tên là Nguyễn Hoàng Anh, hiện tại là em đang học lớp marketing. Khi mà lựa chọn vào con đường và cũng như là vào môi trường này thì em cảm thấy bản thân em đã bắt đầu có những cái mục tiêu rõ ràng và cũng có những cái định hướng cho tương lai và thấy mình có ý nghĩa hơn. Bố mẹ em cũng rất là ủng hộ và tin tưởng đối với cái quyết định và sự lựa chọn của em. Và em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi có bố mẹ đã đồng cảm và hiểu cho mình và ủng hộ mình ạ. Sau khi quá trình vào đây học thì em cũng có rất là nhiều thay đổi. Thứ nhất là cho bản thân mình có một lối sống lành mạnh hơn và biết học cách chung sống, biết yêu thương, quan tâm, chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Và cũng đã học được những cái nhiều kỹ năng thực tiễn từ chủ doanh nghiệp và đấy là điều mà giúp em mở mang được trí tuệ rất là nhiều ạ. Đấy là có những mối quan hệ bạn bè được làm giúp cho mình cảm giác tự tin hơn, biết học cách chung sống, hòa đồng, yêu thương và kết được các bạn cùng với nhiều người. Rất là em cảm thấy không có sự tự do như ở bên ngoài, giúp cho bản thân em có kỷ luật hơn và em cũng thấy là nó là một sự đánh đổi tương đối là ý nghĩa đối với bản thân em và em cảm thấy rất là hài lòng với cái trải nghiệm đó. Khác nhau đầu tiên là về suy nghĩ. Thứ nhất là em cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu có ngày một chỉnh thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và từ trong cách nói chuyện hay là chơi với bạn bè hoặc sự quan tâm từ bố mẹ cũng như mọi người xung quanh. Cái điều khác nữa là cái kiến thức thu nạp của mình so với trước đây ạ. Và đấy là điều em thấy thay đổi. Bố mẹ em luôn luôn là người tôn trọng cái quyết định của em và thì sau khi bố mẹ em có nói và định hướng thì em nghĩ là bố mẹ thì luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, kiểu bố mẹ em thì muốn tôn trọng quyết định của em và để cho em tự bản thân em có một cái trải nghiệm và bố mẹ chỉ trên phương diện là đồng hành với mình như là một người bạn và kiểu là chỗ dựa tinh thần và chỗ chia sẻ khi mà mình cảm thấy khó khăn hay mà mệt mỏi. Bố mẹ em động viên em là con cứ cố gắng quyết tâm với cái sự lựa chọn của mình và chắc chắn là nếu như mà mình quyết tâm với cái sự lựa chọn đấy thì chắc chắn sau này mình sẽ thành công. Nhất là kỷ luật, thứ hai là được học các cái chương trình khá là thực tiễn và được tiếp xúc với các cái chủ doanh nghiệp. Cái giá trị lớn nhất là em biết học cách chung sống và những cái đối với những người bạn bè của mình ấy, mà mình biết hài hòa hơn, biết yêu thương nhiều hơn ạ. Có vì em thấy em thích nghi với cái môi trường này nó tốt hơn so với cái môi trường ở bên ngoài mà em đã từng theo học trước đây và em cảm thấy là bản thân mình đã phát triển hơn. Em muốn gửi gắm đến bản thân em trong tương lai là hãy luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân từng ngày để mình sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất trong tương lai. Em muốn cảm ơn tới tất cả thầy cô và mọi người là đã tạo ra một cái môi trường khá là nhân văn và mang lại những cái giá trị lớn cho bọn em và để cho bọn em có thể thay đổi bản thân tốt nhất, hoàn thiện nhất qua mỗi ngày ạ.